người vì đã click vào video này của Lindsay. Ngày hôm nay thì Lindsay sẽ chia sẻ cùng mọi người một quy trình dưỡng ẩm da dành cho những bạn da khô và những bạn đang ở thời tiết lạnh và mùa đông thì da của mình sẽ rất là khô. Và ngày hôm nay thì Lindsay sẽ chia sẻ cùng mọi người tất cả những sản phẩm dưỡng ẩm mà Lindsay cảm thấy tốt nhất từ trước đến nay. Da của Lindsay là hỗn hợp thiên khô nên là hai cái vùng má này nó rất là khô, chỉ có bị đổ dầu ở vùng mũi và vùng trán thôi. Những cái sản phẩm này giúp dưỡng ẩm vùng má của Lindsay rất là tốt, và những cái phần như là mũi và trán bị đổ dầu vì nó bị khô thì nó cũng đỡ ra dầu rất là nhiều. Nếu như mọi người có làn da khô và mọi người sinh sống ở thời tiết lạnh thì da của mình nó bị khô thì các bạn có thể sử dụng cả một chu trình luôn. Còn nếu như các bạn ở thời tiết nóng như Sài Gòn nè, hoặc là các bạn không có bị da khô quá mức á, thì các bạn có thể lựa chọn từng sản phẩm ở trong chu trình này để sử dụng tùy theo ý muốn nha. Trước khi bắt đầu skincare ngày hôm nay thì Lindsay sẽ tóm tắt sơ qua những cái sản phẩm mà Lindsay có ngày hôm nay. Đầu tiên á, thì Lindsay có bọc rửa mặt Gokujin của Hada Labo. Tiếp theo thì Lindsay có toner hoa hồng của Fresh. Và sau đó là có mặt nạ dưỡng ẩm Gokujin của Hada Labo. Rồi Lindsay có serum dưỡng ẩm trà xanh của Innisfree. Và cuối cùng là kem dưỡng ẩm hoa lan cũng của Innisfree luôn. Và Lindsay cũng sẽ để thời lượng của từng review cũng như là tên sản phẩm ở dưới phần description box để mọi người có thể dễ dàng nghiên cứu nha. Ok, thì bây giờ Lindsay sẽ rửa mặt trước. Ngày hôm nay thì Lindsay không có makeup cho nên là Lindsay sẽ rửa mặt với bọc rửa mặt thôi. Còn nếu như các bạn có makeup thì các bạn hãy tẩy trang trước nha. Thì ngày hôm nay để rửa mặt, Lindsay sẽ sử dụng bọc rửa mặt của Hada Labo. Đây là bọc rửa mặt mà Lindsay cảm thấy là một trong những sản phẩm rửa mặt tốt nhất của năm 2018. Nếu như các bạn muốn biết những sản phẩm mà Lindsay mê nhất trong năm 2018 thì hãy để lại comment cho Lindsay và Lindsay sẽ cố gắng bằng một cách nào đó chia sẻ lại cùng mọi người. Em này có chứa rất là nhiều HA và Nano HA cũng như là SHA, là những thành phần mà dưỡng ẩm cực kỳ tốt cho da. Bên cạnh đó thì em này chỉ có độ pH là 5.5 mà thôi, rất là trung tính, rửa hoàn toàn là không bị khô da nha. Và đặc biệt là cái thiết kế của em này nè mọi người, khi mà xịt ra nó sẽ tự tạo bọt như thế này luôn, thì mình sẽ không cần phải tự tạo bọt nữa. Thường á, mình tạo bọt bằng tay á, nhiều khi nó cũng không có được ra cái bọt nó sốt như thế này. Các bạn có thể làm ướt mặt trước, sau đó thì mình rửa bằng cái bọt này. Khi mà nó tạo bọt như thế này, mình rửa bằng cái bọt đó, thì mình sẽ bớt được cái lực ma sát trên da và sẽ giảm được nếp nhăn. Ok mọi người, Lindsay đã rửa mặt xong và da của Lindsay đã sáng hơn, hoàn toàn không cảm giác bị khô luôn. Thường mà Lindsay rửa mặt xong á thì da nó hay bị khô và nó bị căng lắm, không có nói chuyện được như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ da của Lindsay vừa sạch mà nó vừa ẩm mịn nữa. Thường á thì sau khi rửa mặt xong thì mình phải sử dụng toner ngay lập tức để cân bằng da đúng không? Nhưng mà đối với cái sản phẩm này á thì tại vì nó vừa dưỡng ẩm mà nó vừa có độ pH trung tính nữa, thành ra là khi rửa chúng mình không hề bị mất cân bằng da cũng như là nó không có làm mất đi cái lớp ẩm bảo vệ da tự nhiên. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Lindsay sẽ vẫn giới thiệu với mọi người em toner này là làm từ hoa hồng. Như mọi người có thể thấy là ở trong đây có những cái cánh hoa hồng nè. Em này dưỡng ẩm siêu siêu tốt luôn. Đối với những bạn nào mà da khô á thì các bạn có thể tìm hiểu em này nha. Tuy nhiên thì em này hơi mắc một chút xíu. Những ngày nào mà da của Lindsay bị khô á là Lindsay sẽ sử dụng em này. Khi mà lau á thì các bạn nhớ là lau nhẹ nhàng và lau theo chiều đi lên nha. Sử dụng toner nó cũng như là một bước để làm sạch da thêm một lần nữa. Nếu như ngày hôm đó các bạn đi ra ngoài nhiều thì những cái bụi bẩn nó bám sâu trong lỗ chân lông, nhiều khi mình sẽ rửa nó không có ra hết được, thì mình sẽ sử dụng toner. Bây giờ thì xin phép mọi người Lindsay đánh răng trước đã, xong rồi Lindsay sẽ tiếp tục với bước tiếp theo nha. Ok mọi người, Lindsay đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì Lindsay sẽ bắt đầu đắp mặt nạ. Ngày hôm nay thì Lindsay muốn giới thiệu với mọi người em mặt nạ thần thánh này của Hada Labo luôn. Từ ngày mà mọi người giới thiệu Lindsay sử dụng Hada Labo là Lindsay bị mê luôn á. Mặt nạ này có tên là Gokujin, cùng dòng với em bọt rửa mặt này. Như mọi người thấy cái bịch này có đến 7 miếng này để sử dụng mỗi ngày trong một tuần.
như là dưỡng da của Nhật Bản và Hàn Quốc với mọi người đắp mặt nạ mỗi ngày á. Thì em này có giá 100 mấy, Lindsay không nhớ chính xác nữa, nhưng mà mua nguyên một bịch như thế này rất là tiện. Nếu như các bạn sống ở Sài Gòn giống như Lindsay thì mỗi ngày á, thời tiết nó cũng không quá lạnh và da của mình không quá khô, thì các bạn vẫn có thể sử dụng em này vào buổi tối nếu như da của các bạn là da khô hoặc là hỗn hợp thiên khô giống Lindsay. Đây mọi người, một cái miếng mặt nạ nó như thế này. Thì ở cái phần này á, các bạn có thể đắp được luôn cả mắt nè. Thì Lindsay sẽ xé nó ra, đắp lên nó mát lắm luôn á mọi người. Các bạn có thể đắp vào buổi sáng hay buổi tối đều được nha. Khi nào mình có thời gian thì mình cứ đắp mặt nạ thôi. Ok, đó mọi người thấy á, là cái mặt nạ này nè, nó ôm sát vô mặt luôn. Chỉ có bị cái phần trán này của Lindsay thì nó không có đủ bự. Trán của Lindsay siêu rộng luôn á mọi người. Không có cái mặt nạ nào mà nó vừa vô cái trán của Lindsay hết á. Bây giờ nếu Lindsay nói chuyện á thì cái phần này nó sẽ bị nhăn, nên là Lindsay sẽ đi nằm chill, thư giãn, nghe nhạc, đợi cho cái mặt nạ nó thấm hoàn toàn rồi Lindsay sẽ quay trở lại sau 15 phút nha. Ok mọi người, bây giờ đã qua 15 phút và như mọi người cũng thấy là mặt nạ đã thấm hết rồi nè. Bây giờ Lindsay sẽ tháo mặt nạ này ra để mọi người xem kết quả nha. Lindsay sẽ dùng ngón tay để thoa đều dưỡng chất còn lại lên da và vỗ nhẹ để dưỡng chất thấm sâu vào da. Cái này thì các bạn không cần phải rửa lại nha. Mọi người thấy là bây giờ da của Lindsay nó có cái độ đàn hồi nè, mà nó căng bóng lên luôn nè. Thấy không? Cái hôm mà Lindsay xài thử cái sản phẩm này á, thì Lindsay đã đắp em này vào buổi sáng và Lindsay nguyên một ngày hôm đó không xài thêm một cái sản phẩm nào khác luôn, để xem coi là em này dưỡng ẩm được bao lâu. Thì ngày hôm đó Lindsay ngồi trong phòng máy lạnh edit video cho mọi người á, thì đến cuối ngày bắt đầu da của Lindsay nó mới có hiện tượng khô đi, tức là em này dưỡng ẩm được đến khoảng 6 đến 8 tiếng lận. Nhưng mà đó là cách mà Lindsay áp dụng để Lindsay trải nghiệm sản phẩm thôi. Còn bây giờ thì Lindsay sẽ phải dùng thêm sản phẩm dưỡng ẩm để lock in những cái dưỡng chất mà mặt nạ nó đang có ở trên da của Lindsay nè, để nó không có bị bốc hơi đi. Thì bước tiếp theo Lindsay sẽ sử dụng serum trà xanh này của Innisfree để dưỡng ẩm da. Em này thì Lindsay đã review rất là lâu rồi mọi người. Lindsay nghĩ là Lindsay đã review trong cái video dưỡng da hàng ngày mà Lindsay làm khi mà Lindsay mới bắt đầu YouTube luôn á. Và nói thật thì từ đó đến nay Lindsay chưa tìm được một cái serum nào mà nó dưỡng ẩm tốt hơn em này. Mỗi lần sử dụng thì các bạn chỉ cần nhấn một lần thôi, nhưng mà tại vì mặt của Lindsay khá là bự á, nên là Lindsay phải nhấn đến 2 lần lận. Bình thường em này Lindsay xài được khoảng 4-5 tháng á. Nếu như mà mọi người xài tiết kiệm hơn thì nó sẽ còn được lâu hơn nữa. Nhưng mọi người thấy nè, khi mà bôi lên á, sẽ tạo được một cái độ bóng rất là xinh, rất là tự nhiên. Các bạn có thể sử dụng em này trước khi make up để có một cái lớp nền căng bóng và mịn màng. Nhiều bạn hỏi Lindsay là có nên sử dụng serum trước khi đắp mặt nạ hay không, hay là sử dụng serum sau khi đắp mặt nạ. Thì câu trả lời của Lindsay á, cách mà Lindsay áp dụng là Lindsay sẽ sử dụng serum sau khi đắp mặt nạ. Lý do vì sao? Đối với Lindsay á, thì Lindsay nghĩ là trước khi mình đắp mặt nạ thì da của mình nó đang bị thiếu dưỡng chất đúng không? Thì khi mình đắp mặt nạ, da của mình có thể hấp thụ được hết những cái dưỡng chất trong mặt nạ. Và sau khi mình đắp mặt nạ, mình sử dụng serum để cho nó lock in, tức là nó giữ lại những cái dưỡng chất từ mặt nạ và đồng thời là nó cung cấp thêm dưỡng chất để duy trì cái độ căng mịn và độ ẩm sau khi mình đắp mặt nạ. Bởi vì trước khi đắp mặt nạ mà chúng mình sử dụng serum á, thì cái da của mình nó đã được cung cấp một cái độ ẩm nhất định rồi. Thì khi mình đắp mặt nạ lên á, nó sẽ không có hấp thụ được hết những cái dưỡng chất ở trong mặt nạ nữa. Thành ra là các bạn nên sử dụng sau để cho nó tối ưu hóa cái tác dụng của mặt nạ cũng như là serum nha. Và bước cuối cùng sau khi sử dụng serum xong thì Lindsay sẽ sử dụng em này. Đây là dưỡng ẩm hoa lan của Innisfree, là một sản phẩm cũng như là cái em này Lindsay rất là tâm đắc luôn. Nói chung là trong cái quy trình dưỡng da ngày hôm nay á, sản phẩm nào Lindsay cũng tâm đắc hết, bởi vì những cái em này dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Lindsay phải nói là những cái sản phẩm này là dưỡng ẩm tốt nhất từ trước đến giờ mà Lindsay sử dụng luôn á, là Lindsay review tâm huyết cho mọi người luôn á. Nếu như mọi người sử dụng một trong những cái sản phẩm này mà mọi người thấy không có dưỡng ẩm tốt á, thì mọi người có thể unsubscribe Lindsay ngay lập tức. Lindsay nói thiệt luôn á. Khi mà mua hàng á, các bạn có thể xin những cái sample nhỏ nhỏ về sử dụng thử. Nếu mà cảm thấy da của mình nó react tốt á, thì các bạn nên mua full size.
Chứ không, nếu như mà mua full size xong mà xài không có được thì rất là phí tiền. Nhưng mà Lindsay đảm bảo là những cái sản phẩm mà Lindsay review đều là những sản phẩm mà Lindsay cực kỳ thích. Tiểu sử về em này thì Lindsay đã sử dụng em này trong một đợt mà mình đi Đài Bắc vào năm 2017. Thì nếu như các bạn có theo dõi Lindsay từ hồi đó thì có lẽ các bạn đã xem cái video đó của Lindsay rồi. Mặc dù là ở Đài Bắc rất là lạnh vào cái thời điểm đó, nhưng mà da của Lindsay lúc nào cũng căng mướt mịn màng hết. Đợt đó đi về là da của Lindsay không hề bị khô nứt hay là nẻ một chút nào luôn. Nhưng mà cái da môi không có dưỡng gì hết trơn, thành ra là nó nứt nẻ mà nó khô đến mấy tháng liền. Lindsay phải dùng rất là nhiều biện pháp. Lindsay phải tẩy tế bào chết mỗi ngày rồi sử dụng rất là nhiều những cái loại dưỡng ẩm môi. Thì bây giờ môi của Lindsay nó mới trở về cái trạng thái cân bằng và có đủ độ ẩm trở lại. Còn da mặt của Lindsay lúc đó thì bởi vì sử dụng hai em này cho nên là luôn luôn căng mịn và mướt, không hề bị khô, không hề bị nẻ luôn. Nên là ngày hôm nay trong cái video dưỡng ẩm da này thì chắc chắn Lindsay không thể nào mà bỏ qua cái sản phẩm này được. Sau cái trải nghiệm đó thì Lindsay đã rất là ấn tượng với em này và Lindsay đã sử dụng hết hai hộp này. Sau đó Lindsay ngưng không có xài nữa để Lindsay xài những cái loại dưỡng khác để Lindsay review cho mọi người. Thành ra là bây giờ khi mà mọi người request về dưỡng ẩm mùa đông á thì Lindsay đã phải lật đật đi tìm cái sản phẩm này và may quá Innisfree đã support và gửi cho Lindsay sản phẩm này là phiên bản mới, phiên bản đã cải tiến. Em này thì có chiết xuất từ hoa lan trên đảo Jeju và cái loài hoa lan này chỉ mọc ở trên đảo Jeju thôi mọi người. Thì lần này đối với cái phiên bản cải tiến này có chứa rất là nhiều cái chất Orchid Relaxer là từ cái hoa lan này nè, để chống oxy hóa và giúp dưỡng ẩm cũng như là giúp ngăn ngừa chống lão hóa cho da. Thì độ tuổi nào chúng mình nên bắt đầu chống lão hóa? Đó là từ 20 tuổi trở đi các bạn nên sử dụng những sản phẩm mà dưỡng ẩm vào buổi tối á, mà nó có chứa một chút cái thành phần mà chống oxy hóa để da mình nó ngăn ngừa cái quy trình lão hóa và luôn luôn mịn màng, ẩm mịn nha mọi người. Tuy em này là kem á mọi người, nhưng mà mọi người thấy nè, nó rất là lỏng luôn. Các bạn nên sử dụng những cái loại kem mà nó lỏng như thế này, không nên sử dụng kem đặc nha mọi người. Kem đặc rất là hại cho da. Khi mà bôi lên mặt á, Lindsay sẽ chấm nhẹ lên 5 điểm như thế này. Lindsay sẽ chấm lên vùng cổ nữa. Các bạn đừng quên dưỡng da ở vùng cổ nữa nhé. Thoa đều lên mặt à, nó thơm kiểu nhẹ nhàng đó mọi người. Lindsay ấn tượng cái mùi này ghê. Khi mà Lindsay ngửi cái mùi này, Lindsay nhớ lại cái chuyến đi Đài Bắc của mình. Vùng trán thì các bạn có thể thoa theo vòng tròn như thế này. Còn vùng má thì các bạn phải thoa lên như thế này nha, để da của mình nó không có bị trùng á. Ok, xong. Mọi người thấy da của Lindsay bây giờ nó căng bóng không? Các bạn có thể áp dụng cái quy trình dưỡng ẩm này vào buổi tối nha. Hoặc là các bạn có thể dùng vào ban ngày cũng được nếu như các bạn ở thời tiết lạnh. Lindsay rất là recommend luôn. Bây giờ chỉ cần bước cuối cùng là dưỡng môi thôi. Bởi vì á, nếu như các bạn dưỡng da mà các bạn không dưỡng môi nữa thì cái da môi của mình nó sẽ bị rất là khô giống như Lindsay. Thì ngày hôm nay á, Lindsay sẽ sử dụng em này. Đây là dưỡng môi mà Lindsay cũng vừa mới được Innisfree tặng mà Lindsay rất là thích. Em này á, có Toy Story nè mọi người. Lindsay rất là mê Toy Story luôn á. Lindsay không biết là mình đã xem đi xem lại cái phim hoạt hình này biết bao nhiêu lần ở trên kênh Disney rồi. Một điểm nữa mà Lindsay thích là em này có mùi Wedding Peach Tea, có nghĩa là trà đào ở tiệc cưới. Cái mùi siêu cưng luôn á mọi người. Nó ngọt như kẹo vậy đó. Có một cái màu hồng nhẹ nhẹ nè. Khi mà mình thoa lên môi á, nó sẽ có một cái màu hồng đỏ đỏ xinh lắm luôn á. Đây nè mọi người, mọi người thấy không? Nó tự nhiên cực kỳ luôn. Và em này dưỡng ẩm thì Lindsay thấy cũng rất là tốt. Ok, vậy là quy trình dưỡng ẩm da ngày hôm nay của Lindsay đến đây là đã kết thúc. Nãy giờ thì Lindsay hy vọng là mọi người cũng đã xài một vài sản phẩm trong cái chu trình dưỡng da ngày hôm nay của Lindsay. Và nếu như mọi người đã sử dụng qua những cái sản phẩm nào rồi thì hãy comment cho Lindsay biết trải nghiệm của mọi người. Và nếu như có sản phẩm nào mà ngày hôm nay các bạn cảm thấy là nó khá là thú vị thì các bạn hãy thử đi và hãy cho Lindsay biết cảm nghĩ nhé. Bởi vì Lindsay rất là muốn biết trải nghiệm của các bạn nữa. Đối với Lindsay thì Lindsay chỉ biết là chắc chắn với mọi người một điều là những cái sản phẩm ngày hôm nay là Lindsay cực kỳ thích luôn, nên là Lindsay mới
làm cái video này để chia sẻ cùng mọi người. Bởi vì Lindsay biết là ở nhiều nơi bây giờ thời tiết nó lạnh và nó khô lắm, nhất là ở Hà Nội á. Hà Nội bây giờ chắc là thời tiết nó đang rất là yếu le đúng không mọi người? Thì nếu như mọi người có làn da khô á, thì hãy siêng năng dưỡng ẩm. Bởi vì khi mà da của mình có đủ độ ẩm thì da của mình sẽ luôn mịn màng và căng bóng, nó sẽ không có bị lão hóa. Bởi vì khi các bạn để một cái làn da khô, nó sẽ dễ bị oxy hóa và nó sẽ dễ tạo nên nếp nhăn trên da. Thành ra là các bạn hãy dưỡng ẩm thường xuyên, và nếu như là ban ngày thì các bạn nhớ dùng thêm kem chống nắng nữa nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này của Lindsay. Lindsay đã xong nợ dưỡng da rồi nha. Bây giờ Lindsay còn dưỡng tóc. Bởi vì đợt này Lindsay chưa có tìm lại được cái sản phẩm dưỡng tóc mà Lindsay thích đó, nên là Lindsay đang cố gắng tìm mua cái sản phẩm đó để Lindsay về có thể review lại cho mọi người. Nên là mọi người hãy đợi Lindsay một chút nha. Nếu như mọi người thích video này thì đừng quên tặng like cho Lindsay, và mọi người đừng quên subscribe channel này để chúng mình gặp nhau thường xuyên hơn nhé. Yêu thương thiệt nhiều. Bye bye.